Đến nhà anh này ghi hình ba con trâu của chú anh chị. Đó, trâu nuôi, trâu nghé ha. Nuôi con mấy cái này nuôi cái năm mấy nè. Đó. Con cao, con đực thì cao 1m15. Còn hai con cái là cao 1m2 bò. 1m2 trâu chứ. Đó. Ba con trâu ha chú anh chị. Đây. Trâu thì cặp mình cũng tròn ha. Giá cũng cực kỳ yêu thương luôn. Đó. Dàn chân của nó chân bự ha. Cặp mình nè. Đầu. Đó. Ăn uống là khỏi phải chơi luôn. Rất là hiền. Con này hơn trâu đực. Trâu đực nè, thịt thà bán đuôi luôn còn. Đó, lứa trâu ha. Rồi, tới hai cá. Hai trâu cái nè. Đây, hai trâu cái. Đó. Em vợ hai trâu này ở tại huyện Ba Tri. Đó, cô chú anh chị nào ưng ý mua ba con trâu này nuôi giống thì liên hệ ha. Đó thì ba con này là giá là cũng cực kỳ mềm luôn. Đó. Là mảng đùi nè. Trâu là mảng đùi đầy đặn không trong lưng nè. Đó. Thì ba con này giá là 40 triệu ha. Đó. Cô chú chị nào ưng ý mua thì liên hệ. 40 triệu. Bao ship gần à. Trong các tỉnh ha, rồi tầm cây số rồi lại. Đó thì cô chú chị nào ưng ý mua thì liên hệ, nếu mà ở xa thì cô chú chị mình phụ phí ship thêm ha. Vào ở tâm nữa. Theo quan sát là chân trâu nè, cũng to ha, không con nào chân nhỏ, cao ráo, tròn luôn, rất là tròn ha, cặp mình nè, tròn vậy, ha, bóng trâu nè. Thì anh bán ba con này thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua được cái giá ưng ý mua thì liên hệ cho em ha. Ba anh trâu. Hai cái một con đực. Trâu này cũng năm mấy rồi, hết rồi đó. Rất là hiền luôn. Tính rum ru. Ngược lại là hai con cái là mà một ông đo là sao không là 1m2 ha. Đó. Còn con có câu đực thì 1m15, 16. Trâu thì nó không cao, cũng trung mà. Trung ha. Liền liền. Đây. Trâu đực này. Đó, ban là hiện nuôi mình nuôi rất là ok, nuôi giống ha, sinh sản. Nói về hình ảnh rồi, giá cả ông báo ha, 40 triệu 3 con, bao ship trong vòng 100 km trở lại cho chú anh chị nào thấy ưng ý được mua thì liên hệ cho em. Chỗ này mình mua về có chỗ thả luôn, đầm hầm đồ ngon lắm của chú anh chị. Chân móng này rồi, để tiếp tục hành anh em lên một đực kem của chú anh chị. Con này là mấy tháng rồi? 7 tháng rồi. Nhiêu? 6 tháng bò của chú anh chị. Đó. Bò này 6 tháng bò ăn uống được mạnh hết trơn rồi ha. Đây, kem dòng 1. Đúng nghiếm rồi của chú anh chị thấy không? Chân cẳng không có quốc xe xuống uống được hết. Đực dòng dậu uống của chú anh chị là ưng mua, liên hệ. Bò này tàn lớn rồi, chiều cao đo không sao là 1m18 bò ha. Đó, giá cực kỳ yêu thương luôn, bò bự bò luôn. Đây, kem Pháp đực mua gỗ béo là hết rằn của chú anh chị. Con này giá này là anh chủ nhà anh bán giá là 13 triệu, giá chốt tại chuồng ha. Đó, cho nên cô chú anh chị mình ở gần xa thấy anh ấy mua liên hệ. Xương to chứ, xương to, chân đứng thẳng băng nè, thấy không? Như 3 triệu giá tại chuồng ha. Đó. Như cô chú chị mình thấy được cái giá ưng ý mua thì liên hệ ha. Đó. Đây, thương dai và đòn dài, thùng dạo, có dòng thùng dạo có luôn nè. Đó, con này cô chú mua mình dỗ béo ra là rất là ok, giá tiền là 13 triệu ha, giá tại chuồng. Bò này cao thì sái phải cao hơn 1m11 bò ha. Đó, cho không sam đo 1m18 bò. Thì cô chú chị mình thấy ưng ý được mua được kem này thì 13 triệu mình gỗ béo thì lắp giá tiền nào cô nấy nè. Coi nó ăn uống nè, cô chú chị thấy nó không ăn không? Mỏ là mỏ cục nè. Đó, ăn uống thì khỏi có chê ha. Nhiều cô chú chị mình thấy ưng ý được thì nhanh tay chốt ha, mình nuôi mình gỗ béo. Có khung càng sẵn vậy nè, bò nó sau này F1 nữa mình nuôi nó bự bò. Đừng ham mấy con ú mà F2 nuôi sau này nó không có lớn. Nhiều đặt bò nó không có lớn. Mình nuôi nó con thành vậy là sau này nuôi nó bự nó lớn kinh khủng luôn á. chứ. Rồi nhắc lại thì tiền giá thì chiều cao em cũng báo rồi, hát mong của chú chị thấy được giá ưng ý mua thì liên hệ, được nhìn dỗ béo. Ăn uống cỏ rồi đủ sức luôn.